Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Và em đang đứng ngay vị trí này là thuộc con đường 2 tháng 4 vị. Ở phía trước màn hình của cô chú anh chị bạn đó là cái nhà thờ giáo xứ Ngọc Thanh nè. Nằm trên con đường 2 tháng 4. Cái địa chỉ của nhà thờ Ngọc Thanh này là ở vị trí số 923 đường 2 tháng 4 vị. Thuộc phường Vĩnh Phước của thành phố Nha Trang ngày nay. Nó nằm giữa hai cái đầu cầu vậy, nằm giữa cầu Hà Ra và cái cầu Sông Bóng á, ngay vị trí này nè. Nếu quý vị rẽ bên tay phải á là hướng đi cầu Hà Ra về lại trung tâm thành phố. Rẽ bên tay trái là hướng đi qua cầu Sông Bóng, hướng đi ra đèo Rù Rì. Hướng đi ra phía bắc. Và trước màn hình của cô chú các bạn, đây là những hình ảnh của con đường Lê Lợi vậy. Ở khu vực đây nem đồ nhiều lắm. Phía trước là cổng Chợ Đầm. Cổng Chợ Đầm ngày nay thì về đêm lên điện đồ rất là sáng, rất là đẹp, và các cái bồn hoa ở phía trước cổng cũng được trang trí cây xanh nữa vậy. Cổng của Chợ Đầm là nằm trên con đường Hai Bà Trưng, lúc trước là con đường Trưng Nữ Vương vậy. Trước màn hình về là con đường Phan Bội Châu nè, khu vực này là bán các cái đồ thờ cúng rồi nhiều lắm. Cái góc này là đường Phạm Bội Châu phải giao với đường Sinh Trung và con đường Phương Câu. Để bên tay phải là con đường Sinh Trung quý vị. Và em đi qua đây là thuộc con đường Thống Nhất rồi, con đường Độc Lập ngày xưa. Hướng này di chuyển thẳng là quý vị sẽ đi lên giao với khu vực của Mã Vòng á, lên vòng xoay Mã Vòng là hết con đường Thống Nhất này. Và ngay chỗ này là một cái vòng xoay, đó là vòng xoay Bùng Binh Thông Tin nè. Giao với đường Hàng Tư và đường Quang Trung. Để bên tay trái là đường Quang Trung hướng vào trung tâm thành phố vị. Để bên tay phải là hướng đi ra phía bắc trên đường Hàng Tư. Ôi trời đã đổ mưa rồi vị ơi. Wow, mưa to quá. Thôi chạy thẳng qua mé bên kia đục mưa rồi vị. Trời đang mưa rất là to luôn mọi người ơi, đang đi đường đổ mưa rất to luôn. Do đang ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới vậy, cho nên là Nha Trang cũng bị ảnh hưởng. Thì theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn vào lúc mà 7 giờ sáng ngày 25 tháng 9 vậy, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới là nó ở cách Đà Nẵng khoảng 290 km về phía đông đông nam, và nó cách Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông. Dự báo thì cái sức gió mà mạnh ở gần tâm bão á là mạnh cấp 6 vậy. Cấp 6 có nghĩa là từ tầm khoảng 39 đến 49 km/h, giật trên cấp 8. Rồi mưa tầm tã luôn. Ở trước màn hình về là Bùng Binh Thông Tin, rẽ bên tay phải là hướng đi trên đường Quang Trung về lại trung tâm của thành phố, bên kia là cái Lotte Mart đó mày. Em xin lỗi, Lotteria. Ủa, ăn nhanh rồi, ăn món ăn nhanh gà rán rồi, giống như KFC vậy. Em đang được đúng đục mưa phía bên này. Ở chỗ này có một cái quán nem của bà Năm á, thấy cũng nhiều người ăn đó mày. Chiều ra đây anh làm một cuốn nem nướng rồi làm lon bia nữa, hấp dẫn vị ha. Đó, phía màn hình vị đây là con đường 2 tháng 4 nè. Ở bên tay trái là hướng đi qua đường 2 tháng 4, hướng đi qua cầu Sông Bóng, đi ra đèo Rù Rì ra phía bắc. Phía trước đó là cái ngã tư đường Trần Nguyên Cáp với đường 2 tháng 4 vị. Mưa khá là to luôn á, đang ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.
Thì hiện tại ở sáng nay ở Đà Nẵng thì cũng mưa rất to, một số tuyến đường là bị ngập luôn á. Đà Nẵng là ảnh hưởng nặng hơn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên là ở khu vực mà Quảng Bình đến Khánh Hòa rồi Tây Nguyên, Nam Trung Bộ có mưa. Có nơi mưa rất là to nữa, đặc biệt là ở khu vực của Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi rồi là mưa lớn. Rồi có vẻ như là trời đã tạnh rồi, tạnh mưa rồi. Rồi, trời đang đổ, vừa rồi đổ cũng mưa rất là to luôn vậy. Đi đường là không mang áo mưa là trở tay không kịp luôn á. Giờ này thì trời cũng còn rắc rắc nhỏ hạt thôi, nhưng mà cơ bản cũng đỡ hơn lúc nãy rồi. Và em đang di chuyển tiếp tục trên con đường này, đó là con đường Thống Nhất các vị. Ngay vị trí này là ngã tư của đường Thống Nhất với con đường Lê Thành Phương nè. Con đường Lê Thành Phương lúc trước là đường nhà thờ á. Vì rẽ bên tay trái là hướng đi lên khu vực của vòng xoay ngã 6 vậy. Còn đoạn này bên tay phải vì đó là những hình ảnh của rạp chiếu phim Tân Tân nè. Một trong những ngôi rạp mà rất là nổi tiếng từ thời những năm 75. Nó vẫn còn những hình ảnh của cái rạp ngày xưa thôi, chưa có gì thay đổi hết á. Bây giờ thì một phần đất là dùng làm nhà văn hóa của tỉnh. Rồi một số kiosk em thấy kinh doanh buôn bán như là đồ điện rồi đồ lạnh nữa vậy. Lúc nãy mưa cũng rất là to vậy. Mưa to như này là một số cái đoạn đường á, nước thoát không kịp á là sẽ bị ngập. Ở trên con đường Thống Nhất đoạn này là mấy cái mé sát cái vỉa hè là bị ngập nước hết nè. Kiểu mấy cái cống nó bị rác rồi vậy. Nó nghẹt. Là mưa to cái là nó ầm ầm là nó thoát không kịp liền, là dẫn đến nó ngập bên mé bên đường liền. Ở chỗ này là cái vòng xoay đường Trần Quý Cáp, đường Phương Xài, đường Trần Đường và đường Thống Nhất. Bên tay phải vì đó là con đường Phương Xài hướng đi qua khu vực của chợ Phương Sơn vậy. Đồng thời đi trên con đường Phương Xài đó vì cũng thể ra là giao lại với đường 23 tháng 10, ra ngay vị trí của thị xưởng giao với 23 tháng 10 á. Thì hết con đường Phương Xài là nối dài là đường thị xưởng. Ở đoạn này vì thấy không, ngập hết luôn nè, ngập ra nửa đường luôn thấy không. Ở mấy cái cống chỗ này là nó bị tắc rồi nè, nước nó không thoát được, cho nên là mưa to cái là nó chỉ thoát được rất là chậm, dẫn đến là nước nó ngập bền bồng chỗ này. Còn đây là đoạn cuối của đường Thống Nhất rồi, gần khu vực của cây xăng Mã Vòng cũng như là vòng xoay Mã Vòng vậy. Di chuyển thẳng nữa là qua nối dài là con đường 23 tháng 10 hướng đi lên quốc lộ lên Diên Khánh á, lên khu vực phía tây của thành phố Nha Trang. Mưa quá em xin phép em lau camera cho nó rõ xíu vậy. Rồi ngay chỗ này có một cái vòi nước từ đỉnh cao xả xuống luôn nè.
Thời tiết này cũng thất thường luôn vậy, không có đoán được đâu. Nhiều lúc nó mưa xong rồi cái bắt đầu nó sững xong một xíu rồi bắt đầu nó lại mưa trở lại nữa. Rồi em đi qua đây thì nó thuộc con đường 23 tháng 10. Hướng này di chuyển thẳng là quý vị sẽ lên khu vực của Diên Khánh rồi lên quốc lộ cây dầu đôi ngã ba Thành đó. Đoạn này là bên tay phải là chùa Long Sơn quý vị. Thì thường con đường 23 tháng 10 này mà khi mà mưa to á, cũng hay bị ngập lắm. Cũng do là nước thoát không kịp. Đó, mé bên này quý vị thấy không? Nước bền bồng quá đây nè. Bị tắc nghẽn cái đường thoát nước rồi. Mấy bên này của đường 3 tháng 10 ngập, bên kia cũng bị luôn. Hai bên đoạn này đều bị ngập hết. Vào mùa mưa rồi. Mùa ngập lụt. Và mỗi năm là các khu vực ở các xã lân cận của thành phố là cứ cuối năm là bắt đầu là lũ lụt, xả lũ là ngập bên bồng. Có những nơi là nó ngập lên hơn cả mét, vào nhà hơn cả mét luôn quý vị. Như khu vực ở xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh rồi đó. Vĩnh Thái, đó là những cái xã mà bị ngập nặng, thậm chí là cái đoạn đường 23 tháng 10 này nè của địa phận xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh đó là bị chia cắt luôn, xe không thể di chuyển được luôn, cả xe lớn và xe nhỏ. Và ngay góc này là đường Thủy Xưởng giao với 23 tháng 10 này. Bên tay phải là đường Thủy Xưởng vậy, vì có thể đi trên đường Thủy Xưởng quằn qua đường Phương Xài, qua khu vực của chợ Phương Sơn, rồi hướng đi qua trung tâm thành phố trở lại cũng được. Ngày nay đi qua đoạn này quý vị sẽ đi lên trên cây cầu vượt Ngọc Hiệp và cái nút giao thông Ngọc Hội. Hiện tại thì cây cầu vượt Ngọc Hiệp và nút giao thông Ngọc Hội này nó đã hoàn thiện được 3 nhánh, lưu thông được 3 nhánh cùng với cái vòng xoay. Còn ở nhánh số 4 bên tay phải là nhánh đi hướng ra Bắc đó vị, ra giao lại với đường 2 tháng 4 thì chưa có thực hiện được bởi vì vẫn còn vướng mặt bằng. Ngay vị trí này là cái cầu Chợ Mới đó. Ngày nay quý vị có thể đi trên cầu vượt, còn đi xuống dưới cầu vượt là sẽ đi qua con đường Lương Đình Của ở bên tay phải, hướng đi xã Vĩnh Ngọc rồi Vĩnh Phương đó, trên đường Lương Đình Của vậy. Trời có vẻ bắt đầu mưa trở lại nữa rồi. Cái nhánh này em đang đi là nhánh số 1 mà đi thẳng qua bên kia là nhánh số 3, bên tay trái là nhánh số 2, bên tay phải là nhánh số 4. Ở chính giữa là cái vòng xoay vậy. Ở nhánh số 4 là bên tay phải về ngay chỗ này nè. Nhánh này là cái nhánh đi chạy dọc theo cái đường ray xe lửa. Nó sẽ đi qua cái dự án đập ngập mặn á vậy. Rồi nó sẽ ra con đường 2 tháng 4, đoạn ngay chỗ trạm đăng kiểm á. Và em đi thẳng qua đây là nhánh số 3 nè, hướng lên Diên Khánh cũng như là từ Diên Khánh đi xuống lại trung tâm thành phố. Có nhiều người cũng thắc mắc là không biết là sau khi cây cầu vượt này hoàn thành á thì ở phía dưới của cầu vượt là không biết có còn được đi nữa hay không, là cái đoạn mà đi ngang qua cái đường ray xe lửa vậy, qua cái trạm chắn Ngọc Hội á, trạm chắn đường ray xe lửa Ngọc Hội đó. Thì cũng có một số ý kiến là cái đoạn trạm chắn nó sẽ rào lại hết, là có nghĩa là sẽ không còn lưu thông nữa đó,
là nó sẽ chia tách biệt bên này đường ray, bên kia đường ray luôn. Thì nếu vậy là cái đạm trắng ngọc hội là không không cần phải có người canh gác nữa, thì nó sẽ rào vậy luôn, là xe không thể đi qua lại ở phía dưới của cầu vượt được nữa. Còn nếu như mà vẫn giữ lại bình thường á thì mọi người vẫn có thể lưu thông tiếp như trước giờ ở phía dưới cầu vượt. Rồi trời bắt đầu mưa to trở lại, nặng hạt trở lại nữa rồi quý vị ơi. Đoạn này là những hình ảnh của cây cầu Dứa thuộc địa phận của xã Vĩnh Hiệp. Thì cái thông tin mà đi phía dưới của cây cầu vượt có còn đi được hay không, hoặc sau này sẽ bị rào hay không, thì cái thông tin đó nó chưa có chính xác vậy, chưa có cái quyết định cụ thể sao á. Theo em nghĩ nếu như mà rào chắn lại hết thì nó cũng khá là bất tiện cho người dân đi lại qua khu vực của khu đô thị Vĩnh Kim Trung. Rồi. Nếu mà chặn cái đường ray đó, xe lửa đó lại luôn á, không có thể lưu thông được luôn, thì mé bên con đường 19 tháng 5 của khu đô thị Vĩnh Kim Trung là hầu như là không thể đi qua được, không thể đi xuống dưới cầu vượt và xuống trung tâm thành phố được. Nó cũng khá là bất tiện. Muốn vậy thì phải đi quần lên cầu vượt hết. Tất cả xe phải đi trên lên cầu vượt thì đi lại nó sẽ bất tiện cho người dân, nhưng mà nó an toàn cho bên đường sắt. Đoạn này thì thuộc địa phận xã Vĩnh Thạnh rồi. Quý vị đi nữa sẽ lên xã Vĩnh Trung. Hết xã Vĩnh Trung là tới đi xã Dĩ Ngang của huyện Diên Khánh quý vị. Rồi sẽ tới ngã ba Thành giao với đường quốc lộ. Thôi trời mưa dữ quá. Thôi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin trân trọng mến chào và hẹn gặp lại ạ.